mây này. Gió hoàng trúng dây đồng, gió đi bằng tiếng reo, chim bay ngang đồng vắng, chẳng lưu lại bóng hình. Quán nhìn cơn gió hoàng, quán nhìn hạt mưa bay, xa cũng không hề đi, duyên trần không chuyển lấy. Nhân và ba ngày tháng, thời gian mặc ai say, tu tâm không tính đồng, tù tán gió sương bay. Từng đắm chiều ngày qua, từng ước mơ chuyện tới, giờ cười đi xa thấy cuộc đời mãi tình khôi. Vô lòng hai đứa vậy. Thầy tụng xong cái bài kinh này là rồi bước lên đưa một người thôi, thấy cái đồ là lò cho nên bổ bài thêm lần nữa đi. Quý Phật tử hát theo thầy nha. Ở đây mình là những người anh, những người chị, người em trong một gia đình, đúng không? Vì chúng ta là con của Đức Phật, mà đều là con của Đức Phật, cho nên mình là anh chị em trong một gia đình. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh cái tình cảm anh em đó bằng cách là đưa mắt nhìn qua bên trái để thấy bạn tôi, anh em tôi. Đưa mắt nhìn qua phải để nhìn thấy bạn tôi, anh em tôi đã ban rải tình thương, gửi gắm tình thương và đón nhận năng lượng yêu thương. Đồng ý không? Rồi, xin mời cả nhà cùng đưa bàn tay trái lên nè. Ai đang cầm điện thoại thì bắt điện thoại đi. Rồi, tay phải đâu? Có hết rồi phải không? Ai đang bấm xuống, đó bấm xuống, chỉ để hai tay lên rồi bắt đầu hả? Mình hát bên trái thì mình đưa tay trái để mình chỉ bạn mình phía bên trái nha. Ai ngồi bên bắc tường thì cũng chỉ người bạn bên trái. À, có ba câu. Câu một là bạn tôi, anh em tôi. Câu hai là người tôi yêu, tôi thương. Và câu thứ ba là người yêu tôi, thương tôi. Ba câu đó mình ráp vô bên trái, bên phải, trước mặt và xung quanh thì sẽ thành bài hát nha. Rồi tay trái nè, bên trái tôi đây là